Hello mọi người, mình là Sube đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Sube Gaming của mình. Thì hôm nay là ngày thứ tư của cái event bánh uống ngon nhỏ giải. Thì sau khi áp dụng cái phương pháp của mình thì hôm nay á, mình chỉ áp dụng live live thôi, không có giống như hôm bữa cuối tuần thì mình có thể online nhiều hơn. Còn hôm nay mình phải đi làm đến tận tối mình mới về được. Bây giờ là số họp mà hôm nay mình kiếm được sẽ ít hơn. Và các bạn xem mình kiếm được 138 hộp. Thì bây giờ mình sẽ mở luôn để xem là mình được bao nhiêu lá nha. Rồi, mình được một cái skin có giới hạn thời gian là 3 ngày và 207 lá tre. Hiện tại mình sẽ vào đây, mình nâng luôn để xem là mình lên được level 25 không nha. Rồi, như là hôm nay mình đã đạt được cấp độ tối đa rồi đó. Tóm lại á, cái event bánh uống ngon nhỏ giải này nè, mình cần khoảng, mình nhắm là khoảng đâu đó trên dưới 1.000 hộp á, thì các bạn sẽ max được level 25. Rồi sau khi mà bạn max được level 25 á, những cái lá mà dư này nè, nó sẽ cho các bạn đổi được cái gói tài nguyên cấp 2. Thì các bạn nhớ đổi trước khi event kết thúc nha. Các bạn xem lại cái clip đầu tiên chi tiết phương pháp của mình là như thế nào. Sau khi mà mình áp dụng cái phương pháp của mình và thực hiện trong vòng 4 ngày thì mình cũng có dùng thêm khoảng 4.500 điểm action point dự trữ để mình đi đánh mang rợ. Mình đã đạt được level 25 và nhận được hết tất cả những cái quà này. Tại vì á, mình phải bận đi làm nữa, vì mình không có thời gian để mà mình áp dụng cái phương pháp của mình nhiều. Các bạn nào mà free to play hoặc là low spender, các bạn có nhiều thời gian á, thì các bạn không nên dùng cái điểm hành động tích trữ làm gì hết á. Tại các bạn thấy không, hiện tại là mình còn dư đến 3 ngày luôn. Vậy vậy các bạn không nên tốn điểm hành động dự trữ cho cái event này nếu như mà các bạn đã có 7k game đầu tư. Còn nếu như mà các bạn chưa có 7k game đầu tư thì các bạn nên dùng một ít điểm hành động, vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Mình biết là có rất là nhiều bạn họ đã max cái level này ngay từ ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba kìa. Nhưng mà những bạn đó thì họ có dùng cái điểm hành động dự trữ khá là nhiều. Các bạn áp dụng cái phương pháp của mình để mà tiêu tốn được ít điểm hành động nhất mà các bạn vẫn đạt được cái level 25. Các bạn cũng có thể comment ở phía bên dưới cho mình biết được là các bạn đã tốn bao nhiêu thời gian và tốn bao nhiêu điểm hành động dự trữ để các bạn max được 25 level của cái event bánh uống ngon nhỏ giải này. Thì sau này á, nó cũng sẽ ra cái event tương tự như vậy, cứ cách một khoảng thời gian là nó sẽ ra lại. Những cái mẹo của mình đã chia sẻ các bạn vẫn có thể áp dụng được cho những cái event sau. Tại những cái event sau á, nó chỉ thay đổi tên thôi nha. Rồi, nếu các bạn cảm thấy thích video này, để lại một like và subscribe kênh ủng hộ cho kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại.